Chào tất cả các bạn nhé. Nay mình sẽ chế biến cái món nộm chua chát. Nhưng mà hôm nay mình chuẩn bị được tất cả các thứ hết rồi. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn cái món nộm chua chát ở vùng Tây Bắc mình ấy, thì là có bì lợn này, gan này, với lòng phèo, lòng non ấy, với dạ dày, và gia vị của nó thì có tỏi, ớt, lá chanh, rau mùi tàu, tất cả các gia vị mình đã chuẩn bị được hết rồi, và cái không thể thiếu được nên là rau mùi, rau mùi, rau húng này, rau húng, mùi tàu, mùi tàu, lá chanh, và cái không thể thiếu được ở trong cái món này đó là chính của nó, nó là lá chát, nhưng mà ở dưới xuôi thường gọi là lá nhuộn. Mình sẽ chế biến cho các bạn cùng xem nhé, sau đó mình làm cho các bạn nhé. Bây giờ là trời nó lạnh nên hôm nay tôi quyết định dùng bằng cái bếp củi này cho nó ấm áp. Ở đây ta sẽ tiến hành cái phần luộc cả cái thành phần chính nữa là gan, dạ dày, bì, rồi ruột non để làm cái món chua chát. Trong thời gian chờ đợi cái phần luộc này nó chín thì ta sẽ tiến hành làm một cái phần gia vị, chế biến gia vị. Quay sang này, chế biến gia vị. Lá chua chát các bạn ạ, gọi là nhụy ấy, thì chúng ta sẽ thái nhỏ ra, sau đó cho vào củi để giã. Sau khi thái xong thì chúng ta tiến hành cho vào củi để giã, giã cho nó gọi là gần mịn ra, để khi mình trộn với cái bì với lại lòng kia thì nó sẽ hòa quyện vào với nhau, nó có vị chua chua, chát chát một tí và rất là bùi, ngon lắm. Đây, đây là cái lá nhuội sau khi đã nát. Tí nữa chúng ta sẽ trộn với các thành phần khác tạo nên cái món nộm chua chát. Rồi, sau khi bì với lại lòng đã đun chín rồi, cái này thái. Cái này thái càng sợi thì càng tốt. Chúng ta thái bì trước. Cái thức ăn của mình nó ngấm hết muối mì ấy các bạn, cái đồ mình làm nó khô thì mình phải cho súp này với lại mì chính mình cho vào nước ngoáy đều đảo thì nó mới ngấm được thức ăn của mình các bạn ạ. Sau khi cho hai cái thành phần muối với mì, súp với mì chính vào thì đã đảo đều ạ? Đảo đều. Đảo đều xong là trộn. Đúng rồi. Mình quấy nó tan hết rồi các bạn. Mình đổ. Và mình
đều. Ok, như vậy là món này là sắp xong chưa? Bây giờ là phần này là hoàn thiện rồi các bạn ạ. Là mình có thể thưởng thức được rồi. Rồi, đây sản phẩm đã hoàn thiện đây. Mời tất cả các bạn thưởng thức nhá. Có dịp nào các bạn lên trên product mình mời tất cả các bạn món này tuyệt vời. Đặc sản Tây Bắc đấy. Lợn nhiều mỡ quá nên phải chế biến ra này mới ngon được. Thực ra là lợn bản đấy. Thực ra là lợn bản đấy các bạn ạ. Thì giá thịt lợn ngoài bán đắt quá mình phải chín lòng rồi các bạn ạ. Nhưng mà tuyệt vời. Được rồi, mang vào mời mọi người nhá.